Nè, bữa nay sao? Bữa nay bữa bữa nay được ông bà cô chú anh chị thương nè hỗ trợ cho làm cái nhà rồi nè. Rồi có gì nói với ông bà không? Ông bà Rồi sao, mừng không? mừng Mừng sao? cực ngủ Không ngủ được luôn. Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Và hiện tại thì Trang đang có mặt tại ấp Nguyễn Văn Mặn, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên của tỉnh Sóc Trăng. Ngày hôm nay thì Trang quay trở lại nhà của cô Cao Thị An, cùng với bốn đứa cháu, với một người con của cô là bị bệnh tật, nằm một chỗ đó mà cô chú anh chị. Hôm nay thì Trang rất là vui mừng luôn khi xuống báo tin vui đến cho cô. Có thêm nhà hảo tâm đã hỗ trợ cô để làm nhà. Còn bây giờ thì Trang xin mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong thăm hỏi gia đình với cô với Trang nha. Hôm trước thì cô có quay một đoạn video nhỏ gửi cho Trang là cô có đi chiên bánh bán rồi đó ông bà cô chú anh chị. Không biết bữa nay cô có đi bán bánh nữa không nha. Thì cô nói, cô khoe với Trang là cô được sự hỗ trợ của anh Thái anh Giàu mà mua chuối về để mà chiên bánh tiếp tục rồi. Này không biết có bán được không? Trời có đang mưa gió nè. Đường ướt nhẹp, đường chưa có khô. Con chào cô nha, em chào chị. Ôi ơi, chuối nè. Chào gia đình. Mới vừa đi bán, mới vừa về tới. Ủa, bán chuối luôn hả? Mới vừa về. Chào anh nha. Cô chào con nha. Em quay lại, em quay lại. Mặc quần Mặc vô. quần vô, mặc quần em Chào, chào, mặc quần vô. vô. Anh hai đâu? Nay đem đồ ăn cho ngoại. À vậy hả? Rồi nay em có nhà đem đặt. Đi hồi nào lâu Mới chưa? đi nãy giờ. Sọt vô. Mặc quần vô. Giỏi. Ta cho miếng nữa cái đầu sắt tinh tinh mấy cá. Anh ơi. Bữa nay nhóc bây giờ. bữa nay sao rồi, trời mưa có ướt anh nằm ướt ướt không ướt á ẩm ẩm nè bà ở chơi bà cho cái bà kêu che cái tấm nó đỡ đi rồi che lên nè mưa ẩm ẩm nè được trời ơi dạ nữa nè rồi 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 mấy em dạy cô đi bán chuối ngày nào cũng đi không cô bán nữa nay nữa được ba bữa rồi ngày nào cũng đi chứ ngày nào cũng đi rồi lúc cô đi trời mưa có trời mưa không không cũng đỡ nha canh giờ bán rồi cái được không mấy người ta đi đá gà cái người ta kêu bưng lại bán vừa vừa năm trái ba trái hai trái cái người đi về cưỡng chết luôn nha tao quá đâu đâu dám người ta bán người ta bán thôi ảnh cừ nè ảnh cừ nè bữa nay đi lại mà trễ cái người ta đi về hết rồi cái rồi đi bán nó sớm ảnh cừ nghe đó đi đá gà ảnh cừ nè anh đi nó không cho đó chú gì nhờ đó cháu nó cho hỏi đi đá gà không dạ không rồi mấy em ngày trời mưa rồi rồi khiêng lên khiêng xuống hả kinh lên rồi giờ hết mưa rồi kinh xuống bây giờ nó đỡ nó đỡ tạt thì nằm tay còn nếu mà không có này là bỏ qua bà thấy bà nói trời ơi không được mà đi về bà giật cái miếng kia qua bà nói mày đi về mày che cho nó đi với kiểu này là mày kinh lên xuống á rồi rồi che gì có đỡ tạt chưa đỡ rồi bớt rồi bớt mấy ai mày là tại nãy quá rồi mình giật ra cho gió thổi vô cho nó đỡ đỡ rồi nào mới đóng rồi lúc nào không có mưa thì giật ra ha cho nó đỡ mắc cỡ gì quay qua kia không vậy không quay qua đây hả bữa đỡ hả cái quay lên gửi cho cái Trang đó dạ cái mấy cái dần đó nhỏ cháu nó ở đấy nó cho mượn đó nó đi chiên đi chừng nào người ta có cho bà cái gì thì bà mua bà trả lại cho con cái chiên được hôm nay được rồi bán được ngày nhiêu trái chuối 30 được 50 chi phí bột dầu rồi này nọ cũng kiếm được mấy chục mua đồ ăn là ngày được mấy chục trái chuối được có 50 trái chuối bữa 30 trái bữa đầu 30 năm bữa sau 30 50 trái là bán được 250 ngàn được 250 chuối này mình mua hả chuối này á, là nhỏ cháu nó bán nãy 3.000 rồi rồi đâu mà rẻ chứ vậy 3.000 nãy là rẻ 3.000 nãy mua là nhà được cái cháu ồ rẻ đó ai thấy mình khổ bán cho mình gì chứ gặp ai tôi bán cái gì ôi ơi rẻ gì trên trang rẻ dữ lắm rẻ rẻ mà rẻ 10 ngàn một ký nè rẻ muốn tặng luôn là cũng phải 5.000 rẻ là muốn tặng vừa bán mới cho là phải 5.000 cô bán 10 ngàn ký mới vừa về nằm nãy giờ cái nó thở cho nó mệt dạ em mua bột mua đồ đó về em để chiên dạ rồi bữa nay bán có tiền gì mua đồ ăn cho ông ngoại mà đem lên ông ngoại người ta cho cá mình xách lên chảnh cho ông để cũng
rồi rồi sau này khi mình làm nhà rồi mình có định hướng ổng như vậy không? Mà cũng thấy tội ổng ha, tại mình nói vậy nhưng mà tại vì mình thương thì mình nghĩ tội á. Mà có nhà xong xuôi rồi thì muốn con chúng chơi ngay lát thì nó mới còn mấy không ở tỉnh. Mình có cái rồi mình nghe cái hơi nó mệt. Mình có suy nghĩ là đúng rồi. Thì khi nên mình đem về đây bà con không thích nữa. Như ổng đang ngồi nói chuyện vậy thì ổng có gì hết trơn á. Mà cái chừng ổng ho lên rồi sao mà kìm được. Mình chịu nhẽm mà phải chịu thôi. Phải vậy thôi. Vì sức khỏe của người khác. Đúng rồi. Tại vì anh em dòng họ đâu có ai có đâu mà ổng mần lao lực quá, nghèo khổ đi làm. Rồi tới ngày bệnh ngã xuống một cái đồ. Dạ, thì lao phổi là do mình đó. Rồi sao? Rồi sao? Thích cưng quá à. Hạ đi. Hạ đi. Bên đầu hả? Hả? Cúi đầu xuống, cúi đầu xuống. Cúi đầu gì nè. Hữu hỉ ơi luôn trời. Thằng gì đâu. Con theo gì về chả nở nha. Cái mặt gì mà tươi như hoa vậy. Trời cạc đầu kìa, theo gì về chả nở cạc đầu. Hai đứa cô ẩm nha. Hai đứa cô ẩm mà không đi là dặn đó nha. Lên xe đi nha, cô có anh bi quậy rồi thêm con nó cũng không có bao nhiêu đâu. Sao rồi gái? Dạ. Mấy em gái có ở trời mưa không? Con có ở nhà trời mưa không? Dạ có. Con ở nhà có trời mưa hả? Dạ. Rồi lúc trời mưa rồi làm sao? Đi kia ngoại hay sao? Dạ, kia ngoại. Kia ngoại rồi lớn, ở ngoại mà có ở nhà mà anh hai không có là sao? Hai không có kia ngoại. Rồi, nhưng mà ý là có ngoại nhà rồi, cũng ngoại cũng đâu có bưng nổi anh hai đâu, bưng nổi cậu đâu. Thì kêu anh bưng phụ. Anh bưng phụ á. Thì con có bưng phụ không? Dạ có. Con có bưng phụ luôn hả? Dạ. Rồi bưng cậu lên đây, cậu múa tay múa chân của chúng con không? Dạ không. Hả? Lên đây chắc cậu khép nét rồi, cậu không dám quơ quá. Kìa, bữa nay làm như tay này cầm đây kìa. Gì nằm yên quơ ta? Đúng. Trời ơi, phải mới lần đầu vô đâu để mua cái tờ ấy, cái đầu hớt tóc nó bị hư rồi. Rồi giờ ra dài. Ai kêu cameraman này nói anh có gâu làm chi, anh mắc cỡ kìa thấy chứ. Trời ơi. Cameraman này thiệt tình à. Người ta xuống nhà lần trước người ta cười quá trời luôn. Quấn kìa trời, nó cười, nó làm nó kìa. Mừng. Trời ơi trời, bữa mà nghe Trang nói những thằng cháu để ấy đó. Không ngủ hai ngày nay không có ngủ nghề gì trơn, trời nó nhơ nó mừng mà trong bụng nói trời ơi giá cho nhơ ấy đằng mới cho cái nó nhỏ cháu đi dâu nó trời sao Út không ngủ đi quá, tao mừng quá cho tao ngủ không được, đêm nào cũng tới 2-3 giờ khuya hết trơn mới. Dạ thì trước khi con làm nhà thì con cũng dọ thợ xong cái chị đó mới nhắn tin, chị nói là chị ơi em có nhà cô An nè, như chị có tìm thợ làm nền cho cô An á thì chị cho em nhà. Chồng cho chồng em làm giùm chứ, tại em cũng khó khăn á, để cho em có tiền để mà em xây sở mua sữa cho con gái em uống đó. Thì xong khi mà con xuống đây á thì cũng muốn báo tin vui với gia đình, rồi sẵn thì con cũng đã có liên hệ với anh thợ để mà ra những cái vật tư để mà làm nền nhà cho mình. Hôm nay thì con đây xuống đây báo tin vui cho mấy bà cháu ha. Dạ thì hôm trước khi con chia sẻ video lên thì có được tổng cộng là như là 4 nhà hảo tâm. Đợi cô tí xíu nha. Trời, làm gì? Tổng cộng có thêm được 4 nhà hảo tâm để mà con có thêm tiền để mà làm nhà cho cô. Thì ngày hôm nay thì có được thêm nhà hảo tâm đó là chú ở Dòng Ghiền. Chú cũng xem video thấy được gia đình của mấy bà cháu, chú gửi cho gia đình là 200.000 để hỗ trợ cho con làm nhà cho cô nha. Có thêm nhà hảo tâm đó là chú Minh La ở Mỹ, tôi gửi cho gia đình có mấy bà cháu là 10 triệu đồng. Cùng với có anh là cướp trai cướp Lâm ở bên Mỹ, anh có gửi cho gia đình là 2 triệu đồng. Còn một anh nữa, anh hứa là khi mà anh đi công tác về anh sẽ gửi gia đình còn thiếu tiền lại, trong khi mà con làm nhà còn thiếu đó. Thì số tiền con nói là 15 triệu thì anh nói là nếu như anh đi công tác về thì anh sẽ gửi số tiền đó cho Trang để mà Trang làm đủ phần nhà cho gia đình của cô An. Dạ thì ngày hôm nay em vô thì em cũng muốn báo tin đến gia đình của cô luôn. Thì con khi mà chia sẻ gia đình, báo tin vui gia đình rồi thì nào con về thì con sẽ đi kêu vật tư để mà làm nhà cho gia đình. Bây giờ gia đình cũng yên tâm ha. Trời mừng lắm rồi đó, trời ơi. Nghe nói mà mừng không biết sao mà hết mừng luôn. Mấy ngày nay ăn cơm không vô luôn, nghe nói có cái nhà rồi mừng, trời ơi. Cho nó mấy bà cháu gù ghì vậy, nó ngồi ngủ đi con. Sao ngoại không ngủ, ngoại kêu con ngủ. Mừng rồi ngủ không được. Lại đây nè con gái. Chỗ này nè con. Con trai lại đây. Đây nè. Sao nghe tin mà có được nhà, xích qua đây. Nghe con tin nghe có được nhà rồi mừng sao? Không?
Mừng rồi hả? Mừng sao nói cô Trang nghe thử ơi. Con mừng sao? Khi bữa nay cô Trang nghe là cô Trang xuống là nói là sẵn sàng, cô Trang sẵn sàng chuẩn bị làm nhà cho con. Đó. Con mừng như thế nào? Con mừng sao? Con mừng rằng rất là vui, con mơ ước được con nhà. Thế? Mơ ước được cơ học. Vui. Vậy hả? Dạ. Rồi anh trai, anh mừng không anh trai? Mọi người có gì là gì cảm ơn đến ông bà cô chú không? Tôi cảm ơn con cảm ơn bà cô chú giúp con cái nhà. Cảm ơn rất nhiều. Vậy hả? Dạ. Mừng dữ vậy ha. Rồi cái cậu nhỏ mừng. Này có mừng không nè? Có mừng con. Mừng không? Gật đầu. Gật đầu đi. Mừng dữ ha. Sắp sửa có nhà cho con bò ha con ha. Ha. Sắp sửa có nhà cho bò rồi. Rồi sao trong thời gian mà con xuống đây chia sẻ rồi mẹ mấy bé có điện về không? Hai mấy ngày nay chưa có nghe thấy điện cái gì hết trơn trời luôn. Nói giờ nói nữa. Giờ qua công ty khác rồi, công ty nó giờ không có việc làm nữa. Hàng giờ không mấy người ta đình công hết trơn, không có mà công ty tư nhân này không có bao giờ mà để có mà hàng làm. Có điện cho chị là báo tin vui với gia đình là được hỗ trợ thì nhà. Thì con đợt ổng nó gửi về được 500. Có nói nó ra là vì Trang ở Cần Thơ á, là có xuống là để quay lần là họ là cho mạnh thường quân giúp đỡ cho được cái nhà đó. Thế nói chừng nào con gái bà cháu mà có nhà đi rồi xong mà mẹ mừng lắm, giờ mẹ đi mặn chưa có đủ đâu chứ. Mà cái đường của nó đây là nó bị ấy đó rồi nó mặn, bởi vì nó gầu nhỏ đó dữ lắm. Nó nói mà phải như mà con có về á, con tâm sự với Trang để nói chuyện cái gì đó coi. Nó mặn vô không thôi, nó ăn cái gì vô rồi nó ưa có căng thẳng cái đường bụng của nó dính vô đây, cái nó dính cái gì rồi nấy đây rồi chị phỏng làm sao mà vui nó phỏng dầu mà cái giải xà gu hồi đó kiểu như hồi xưa nó dính mà thấy hết cái này không mà nó không có ra được ngoài này đây cái tay nó dính gì cái đợt mà dễ người ta cho cái đợt cắt ra giờ nó dễ nó đờ đấy, còn cổ nó dính kiểu gì cái nó cắt được cái cường cổ của nó. Nó đỡ, tại tính nó chết không? Vậy là tay chân cái chị lúc đầu phỏng vô là nó dính tay. Dính tay dính mà tay cắt. Gì luôn. Nó cắt đi học cũng đâu có dưa giết được đâu. Nó cầm như thế gì nè. Ồ. Rồi cái giờ bà giờ bà nói trời ơi. Mà vậy được có hai ba đứa con cũng đỡ, tính ra không có con. Rồi tay dính, rồi cần cổ dính gì? Rồi mở cần cổ ra. Được, rồi mặt mày bình thường không? Mặt mày thì cũng bình thường vậy đó. Kiểu như nó dưới đây nè, thường miếng này đây nè. Rồi coi ngực cũng, thì nói chung nó cũng cảm không, giác ngực thì không có ngực. Rồi bụng thì bị dính thịt lại. Dính. Cũng như nó thấy rồi lóc nó dở lên cái bụng nó trắng tươi. Rồi giò cẳng. Giò thì nó lóc cái giấy này đây nó lắp lên trên cái nách. Rồi nó nuôi giang 2 năm trời nó sống. Tính đâu là bỏ nó nữa rồi đó. Con thấy mẹ gì con có thấy thương mẹ không? Mẹ thương. Hả? Mẹ thương. Thương mẹ rồi sao giờ? Rồi mẹ đi mặn vất vả nuôi các con mà nuôi cũng không có đủ đâu tại gia đình đông mà. Rồi con có muốn mẹ về không? Muốn. Trời gật đầu. Tại sau này có nhà mới rồi con có muốn mẹ về luôn hả? Mẹ. Muốn mẹ về không? Muốn. Rồi sau này các nhà có chỗ ăn chỗ ngủ rồi chị có về không cô? Chắc thì nó đi mặn rồi nhưng mà ấy thì cũng về nếu có thăm con thì nó về. Chắc không về nhà ở luôn hả? Chắc không về ở luôn đâu, để đi làm nó có tiền nuôi mấy đứa này chứ giờ đâu có tiền đâu rồi. Nhưng mà chỉ đi làm mà gửi về tháng đâu có bao nhiêu tiền đâu. Bao nhiêu tiền chỉ bằng cái gì? Nó vô nó bằng túi sách rồi nó nói là giờ túi sách đó cũng như là công ty đó ngộ bằng mà cái ngày 31 nó không cho người ta lãnh cơ là được cái tha hưởng ngày. Nó không tính vô ngày đó. Một tháng thì lãnh bao nhiêu tiền? Cô biết ở đâu à? Chị... Tiền trọ là chị mấy rồi, tiền điện rồi, tiền nước. Vô, sao chị nói là chị ở chỗ ảnh mặn nuôi con mà không gửi tiền về rồi sao mà đi mặn, vẫn làm đi mặn. Nói thôi giờ á, mẹ nói với con có nhà rồi, như thế mạnh quân cho được cái nhà cho con về đây con hủ hỷ đi. Rồi con đi ra ngoài Sóc Trăng á, con lột tôm đi. Rồi con hủ qua chiều về ngủ với mẹ con ngủ đi. Nhiều khi mẹ bệnh đau không có ai chơn trời nhá. Mình không phải là mình nói là để cho mình trù, nếu mình khỏe mạnh thì nói gì. Lão bệnh đau thằng này nữa rồi ai đâu mà để chăm sóc. Cái nó nói vợ con về thì nhà rồi không ai mà để phụ vô mà tiền có cái nữa. Mày ra ngoài mày lột tôm thôi mày cũng tệ nó. Ngày trăm mấy hai trăm thôi cũng có tiền. Trăm mấy hai trăm là nhiều rồi chứ. Mà nó nói nó vô trong đó chỗ lạnh nó sợ là nó mặn cái hơi nó chịu không nổi. Tại vì nó bệnh vậy đó rồi giờ nó nói vô con cũng muốn vô làm lắm chứ không phải con không muốn đâu mà tại vô con làm mà chịu không nổi. Rồi lỡ khi con xỉu rồi không may nữa.
Hoàn cảnh của ba bé là một anh 27 tuổi, anh này là 14 tuổi, đây nhà này 8 tuổi, là bị ba bỏ mà cô chú anh chị. Ba với mẹ chia tay nhau, rồi có một mình chị ở trên Sài Gòn mặn. Thì giống như cô nói đó, mặn thì ít có khi gửi tiền về lắm, chỉ trang trải đủ cuộc sống của chị, rồi đâu đó thì có khi gửi được vài trăm, có khi được 1 triệu gì đó. Thì chị cũng cơ thể của chị không có bình thường. Nãy giờ chị cô chia sẻ, lúc đầu thì tay chị bị dính lại gì thì người ta hỗ trợ cắt ra, cổ dính xuống gì thì cũng cắt ra. Rồi giống như là chị ngực không có, bụng thì chị bị dính lại. Nên nó là có công việc đó mặn, có thể là chị nghĩ là chị nói là có thể là xin được công việc đó mặn thì cố gắng mặn á, sợ đi chỗ khác thì cũng khó xin được việc. Có thể là tâm lý như vậy cho nên chị không muốn về. Nhưng mà như mình cũng thử đi, tại vì hồi trước giờ mình chưa có nhà. Thì mình về đây, nếu như mình về đây thì có công việc làm thôi, chiên chuối đi bán cũng được. Nó không có gian buôn bán. Vậy ha, buôn bán cũng tùy theo người. Với như sao, trời ơi, nó quen mà, như mấy người này thương, ở có con gì là mừng. Sợ người ta mặc cảm, người ta thấy người không có vú mớm á, ai thương. Mà nhưng mà có con được, trời ơi, tôi cũng mừng, tôi nói kệ đi. Rồi rồi, giờ cha con này có liên hệ không? Dạ không. Cha không liên hệ luôn hả? Bốn năm nay rồi, đâu có hết đâu. Con có biết mặt cha không? Dạ không. Ồ, nó không biết mặt cha luôn hả con? Ồ. Đúng như là hồi nhỏ nó biết mà từ ngày nó 4 năm rồi. Hồi đó nó 4 tuổi rồi bỏ đi tới giờ. Dạ, quên mặt. Dạ, xuống phỏng vấn anh một tí xíu coi. Nói chuyện đi anh ơi. Có gì đâu mất cỡ. Nè, bữa nay sao? Bữa nay bữa nay được ông bà cô chú anh chị thương nè, hỗ trợ cho làm cái nhà rồi nè. Dạ. Rồi có gì nói với ông bà không? Ông bà. Rồi sao? Mừng không? Mừng. Mừng sao? Không ngủ được luôn. Không nghe, ảnh nói nghe rõ lắm. Tại vì có thể là chàng ngồi đây không nghe được, nhưng mà có thể ông bà cô chú anh chị xem video có thể nghe ảnh nói. Là mấy hôm trước á, là ảnh nói là cảm ơn cô Trang, mà Trang cứ nghĩ là ảnh cảm ơn ai không mà Trang không nghe được, đi về mới nghe được. Nhưng mà hôm nay thì đây là tất cả những tình thương của ông bà cô chú anh chị dành tình thương yêu thương đến gia đình của mình ha anh. Tổng cộng là dạ tổng cộng là có 8 nhà hảo tâm hỗ trợ cho mình hiện tại ha. Dạ còn bây giờ thì con xin đọc lại tất cả những nhà hảo tâm mà đã hỗ trợ cho mình có được căn nhà sắp sửa con thi công để làm nhà mơ ước cho mình ha. Dạ tổng cộng là có 8 nhà hảo tâm, có chú ở Kiên Giang, chú Huỳnh Minh Châu ở Mỹ, cô Kim Dung ở Canada, cô chú Liên Điệp, Luân Điệp ở Úc Châu, chị Thị An ở quận 7, chú Minh La ở Mỹ, anh Jacob Lâm ở Mỹ, có một anh ở Mỹ nữa nhưng anh đi công tác về thì anh mới hỗ trợ cho mấy bà cháu. Đó là những nhà hảo tâm hỗ trợ cho mấy bà cháu sắp sửa cái căn nhà mơ ước. Vậy con về hả? Giỏi. Con về rồi đó hả? Giờ có nhà kìa, con chào, con cảm ơn với ông bà cô chú. Nãy giờ là chưa hay tin. Đây là con lên đây, xin lên đây. Đây con ngồi đó, ông bà không thấy con. Đây là ông bà cô chú anh chị là hỗ trợ cho cô con là sắp sửa có nhà mới rồi. Thì cô Trang khi mà chia sẻ video xong thì cô Trang sẽ đi mua vật tư. Rồi đến ngày thứ hai là thợ sẽ bắt đầu khởi công làm. Ha, mấy bà cháu sửa không còn nhà để ở luôn rồi đó. Vợ đi qua ở đầu bên đây. Chứ là không còn nhà để ở luôn rồi, rồi mình mới có nhà mới nha con. Dạ. Trời, ai đâu mà làm gì đâu, ông cười hoài. Ông này ông cười hoài. Rồi bây giờ là con là anh trai cả trong gia đình nè. Con đại diện cho ngoại giống như là gia đình cũng như là những em út như cậu con. Có đôi lời gì gửi lời cảm ơn những nhà hảo tâm hỗ trợ cho con sắp sửa căn nhà mới đi. Dạ con cảm ơn anh Trần Quân đã giúp cho bà ngoại con và mấy em được cái nhà ở, vui lắm. Có hết còn sợ mưa gió hai con ha. Dạ. Mưa không còn sợ sập nữa. Dạ. Nắng thì cũng đỡ nóng rất là phần nào. Tại vì giờ hiện tại mình ở Cô Suối là nóng nè. Sắp sửa có nhà mới thì gia đình vui, cô Trang vui tới nhiều phần hơn gia đình đó. Dạ. Tại vì ít ra là cô Trang đến đây chia sẻ thì gia đình mình có được cái căn nhà, cô Trang rất là vui luôn. Thì được sự đồng hành của các nhà hảo tâm như là các cô chú anh chị đã thương quan tâm đến gia đình và đồng hành cùng Trang để mà cất lên cho gia đình của cô em cùng 4 đứa cháu với anh. Thì Trang rất là vui mừng, cho Trang xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị giống như là những cô chú anh chị nhà hảo tâm
cùng với những cô chú anh chị đang xem trên video. Dạ, một lời chúc thì Trang chúc cô chú anh chị lúc nào cũng luôn được dồi dào sức khỏe và công việc lúc nào cũng luôn thành công ạ. Dạ. Con xin chào cô chú đi. Dạ, chào đi rồi Trang, con đi về cái con đi mua vật tư nha. Chào cô chú. Dạ, con xin chào. Có được cái bây giờ mấy bà cháu mà đi ra xem cái ngôi nhà lại cũ của mình một lần nữa ha. Tại lần sau mà khi cô Trang xuống đây là phải dỡ nhà đặng mà trả mặt bằng rồi. Trời là không còn ngại nữa. Anh nằm ở đây nha. Dạ. Bên này ẩm đi. Bên này ẩm đi ra đứng. Ở đây là mình đi vô đây. Mình đi ra xem nhà cũ của mình nha. Không, mình mới che có đâu được có mấy tháng đâu mà che nó khô nó muốn mục luôn ha cô ha. Mau ha cô. Nhưng mà cuối cùng thì cái miếng cao su này cũng giúp đỡ cho gia đình mình cũng đỡ. Ở đây vậy rồi lúc trời mưa vậy nó vô kiến nó có cắn anh không cô? Có ha, mà như nó không có cái chai xịt kiến á, mình xịt nó cũng đỡ chút. Dạ. Nó không có. Tại vì ở dưới đây hồi nãy là anh nằm dưới đất mà. Chứ đâu có giường đâu. Mới đây cũng mau ha, nhìn cái dừa rồi mấy cái nóc cây tràm rồi nó khô rồi kìa. Em không bao lâu, chạy nắng lại là nó bị ngọt ăn liền. Tại trời mưa nó chưa có ăn. Rồi, nhìn kỹ ngôi nhà chưa? Mai mốt là khi cô Trang vô có thể là 3 bữa nữa hoặc là 2 ngày nữa là dở chòi rồi đó. Không còn nhà nữa đâu. Mấy bà cháu con kiếm chỗ ở ha. Rồi đi kiếm, dọ chỗ còn đi qua bên bà chị. Rồi. Ở đỡ 2-3 về nhà rồi xong rồi mình dọn qua. Rồi vậy là mấy bà cháu mình là chụp tấm hình ha. Rồi. Trên đường về thì Trang ghé ngang cửa hàng vật tư. Cửa hàng đây là cửa hàng gần nhất nhà của cô An á. Đây là cửa hàng Hoàng Ba. Đây là địa chỉ gần nhất mà tiệm thì Trang cũng nghe hỏi người dân địa phương thì đây là chỗ là bán thì cũng giá cũng là rất là rẻ rồi đó bà cô chú anh chị. Nên là Trang mua ở đây. Thì nãy giờ Trang đã vô kêu vật tư, giờ Trang sẽ vô tính tiền.